Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9. Thì Ba Tri là tại xã An Hiệp thông báo tìm người tiếp xúc với F0 ấp Dòng Gạch. Thì ngày 30 tháng 8, xã An Hiệp ghi nhận 2 ca dương tính với COVID-19 trong cùng một gia đình ông BVT. Ủy ban nhân dân xã An Hiệp thông báo tìm người tiếp xúc gần với các ca mắc bệnh COVID-19. Bệnh nhân tên là BVT, sinh năm 73, hộ khẩu thường trú tại ấp Dòng Gạch, xã An Hiệp. Thì lịch trình thời gian di chuyển của ca bệnh COVID-19 như sau. Thì ngày 23 tháng 8 đến 30 tháng 8 mua thực phẩm tại chợ An Hiệp. Ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8 mua đồ tại tiệm tạp hóa của chị Tôn Thị Cẩm Loan, ấp An Điền Lớn, xã An Hiệp. Ngày 30 tháng 8, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, cô đến bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân xã An Hiệp làm thủ tục hành chính vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị những ai có tiếp xúc với ca F0 Dòng Gạch trong khoảng thời gian nêu trên hãy đến trạm y tế xã gần nhất để khai báo y tế. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9. Thì Bến Tre ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 mới. Hiện đến hôm nay Bến Tre đã có 1.768 ca và tỉnh vẫn là 42 ca đã tử vong và 1.245 ca đã ra viện. Thì số ca mắc mới được ghi nhận bao gồm tại công ty thuộc khu công nghiệp Giao Long là 2 ca, công ty thuộc khu công nghiệp An Hiệp là 1 ca, Châu Thành là 2 ca, ở Quế Sơn là 1 ca, An Khánh là 1 ca, Mỏ Cày Nam là 1 ca, tại Tân Trung, Thạnh Phú là 2 ca tại Bình Thạnh và Dòng Trôm là 1 ca tại Tân Thanh và Ba Tri là 1 ca tại Tân Thủy và cuối cùng Chợ Lách là 1 ca tại Hòa Nghĩa. 11 ca được ghi nhận vào sáng ngày hôm nay đều trong khu cách ly và phong tỏa. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.